Xin kính chào quý vị. Hôm nay chị My với lại Chopsticks Alley đã mời được chị Jenny là luật sư ở đây, chị Jenny Đỗ, để nói với chúng ta về cái vấn đề mà bị lụt ở San Jose. Chào chị. Jenny xin chào Jenny và xin gửi lời chào chân tình nhất đến với lại tất cả các khán giả của Chopsticks Alley. Hôm nay mình đang ở Shirakawa Center là cộng đồng Việt Mỹ ở San Jose. Và cũng có rất nhiều cơ sở ở đây để đến giúp nạn nhân mà bị lũ lụt. Chị có thể chia sẻ với khán giả là họ giúp được cái gì không ạ? Hiện tại bây giờ thì là mọi người đến rất đông và trung tâm có khá nhiều các cơ quan thiện nguyện để mà chuẩn bị giúp đồng bào. Thì cái bước đầu tiên quan trọng nhất là mọi người phải ghi danh với lại Hồng Thập Tự. Thì khi mà có cái số hồ sơ từ Hồng Thập Tự cấp cho, sau đó quý vị mới đi đến những cái cơ quan thiện nguyện khóa khác để mà lấy những cái sự hỗ trợ khác. Và ngày hôm qua em cũng nghe nói là có tỷ phú phải không? Hoàng Kiều đã ký một cái check 5 triệu đồng. Và chị có biết là cái cách xài của cái tiền đó là họ sẽ cho cộng đồng như thế nào không? Cộng đồng chúng ta rất may mắn và hãnh diện là có tỷ phú Hoàng Kiều đã đến và đã cung cấp 5 triệu đồng cho thành phố. Thì theo lời của thị trưởng của chúng ta, ông nói rằng là cộng thêm với 1 triệu đã được thu nhập được từ Silicon Valley Foundation thì tổng cộng là 6 triệu. Và 6 triệu này sẽ được cung cấp xuống cho 4 cơ quan thiện nguyện, trong đó có Hồng Thập Tự, Salvation Army, Sacred Heart, và Catholic Charities. Thì bốn cơ quan này sẽ làm việc chung với nhau để mà có một cái công thức đưa xuống cung cấp cái tiền cho những người nạn nhân trong cái cuộc lũ lụt này. Trong những cái thời gian mà em cũng volunteer để gặp những người Việt Nam để thông dịch viên cho họ, thì em có một cái thắc mắc đó là chị, là nếu mà họ đã ghi danh với lại Hồng Thập Tự rồi, sau đó như thế nào, cái cách làm việc của họ như thế nào? Họ sẽ gọi cho những người đó hay với lại trong cộng đồng của mình nhiều người cũng chẳng có đi ra để mà đăng ký nữa, thì chị có những cái lời khuyên với những người mà bị như vậy không? Rất tiếc là cái cuộc lũ lụt này nó không có phải là xảy ra thường xuyên. Cái này là mình là một, ở đây mấy chục năm, bây giờ tự nhiên lần đầu tiên gặp được, cho nên là cái phương cách mà coi như là hoạt động nó vẫn chưa có chuẩn. Tuy nhiên mọi người ráng kiên nhẫn, thì bước đầu là phải làm việc trực tiếp với lại bên Hồng Thập Tự mà họ không chịu lấy cái thông tin qua điện thoại. Tức là có nghĩa là mọi người cần phải đến đây trực tiếp để mà lấy cái thông tin, đưa cái thông tin cho họ để lấy cái con số hồ sơ. Và trung tâm xe của Hồng Thập Tự Đỏ sẽ có mặt ở đây vào ngày hôm nay, tức là ngày thứ 6, và ngày mai, và tối nay đến cho tới ở đây, họ sẽ ở đây cho tới 8 giờ tối nay. Ngày mai họ sẽ từ 10 giờ cho tới 4 giờ chiều, và chủ nhật từ 10 giờ tới 5 giờ chiều, và sau đó là ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, 10 giờ tới 8 giờ tối. Thì cái thời gian là coi như đặt bằng này ngày, mọi người bằng mọi giá cần phải đến đây trực tiếp để mà ghi danh vào. Nó rất là đáng cái công để mà làm chuyện đó. Lý do tại sao? Là tại vì nếu không có ghi danh vào và không có cái số hồ sơ của Hồng Thập Tự thì quý vị sẽ không có nhận được cái tiền hỗ trợ. Mà Jenny nghĩ, hy vọng rằng, Jenny nghĩ rằng là cái số tiền này không phải là nhỏ. Là lý do là tại vì Jenny có tính một số, Jenny có biết là mà mình nghĩ là họ lấy được bao nhiêu không? Dạ không, em không biết. Thì bây giờ cái con số nó không có nhất định là tại vì mọi người không chịu ghi danh. Mà Jenny đã nói với, Jenny nói ngay từ lúc đầu là tất cả mọi người phải lên tiếng. Tại vì trong cộng đồng chúng ta, như Jenny vừa mới thông dịch cho một số cái trường hợp, họ ở nhà bà con anh em, không có đi vào trong cái trung tâm của bên Hồng Thập Tự. Mà vì không đi vô cho nên họ không ai biết hết. Thành ra thành phố bảo là ô mình chỉ có mấy trăm người bị thiệt thôi. Nhưng mà thực chất cho nên biết là phải mấy ngàn người. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị không đến, không ghi danh, không được cung cấp cái tiền. Thì bây giờ theo chị được biết là hiện tại bây giờ có khoảng 400 căn nhà mà mọi người không trở lại được. Thì cứ nghĩ đi, cứ tính ở đầu người, 400 căn nhà thì có thể là mỗi trong nhà có khoảng từ 3 người trung bình đi. Đúng. Thì nếu như vậy mình tính có khoảng độ, nói nôm na, khoảng độ 2.000 người, thì mình cứ lấy 6 triệu chia cho 3.000, cho 2.000 này, thì có thể là mình sẽ được khoảng độ 10.000, rất là nhiều. 10.000 để đủ để mà mình mua một cái chiếc xe khác. Đúng rồi. Mua những cái đồ dụng cụ trong nhà hay là phải sửa sang ở trong nhà.
À, có những trường hợp mà em muốn hỏi thêm chị đó là mình mướn nhà mà bây giờ mình kiếm chủ nhà không ra. Tại vì ở đây trong trung tâm này họ có những cái service là họ sẽ vô, họ sẽ clean up cho mình, họ làm free, nhưng họ phải có cái sự xin phép của chủ nhà. Thì nếu mà như vậy thì phải, họ làm như thế nào, phải chịu hay sao? Dạ, cái khổ là như vậy, là nếu mà không có cái theo Jenny nghĩ trên vấn đề luật pháp, chủ nhà là người cho phép mà sửa chữa nhà, nhưng mà nếu mà để là clean up, tức là để chỉ dọn dẹp sạch sẽ thôi, thì không cần cái sự theo trên luật pháp của bên real estate ấy, là cái đó là cái người nào có cái possession right, tức là cái quyền cư ngụ, thì cái người đó có cái quyền để mà cho người ta vào. À, hình như là cái group mà họ giúp ấy là họ cũng có thể cắt tường nữa, thì cái đó gọi cái là đó thì phải có chủ nhà. Dạ. Còn nếu không có chủ nhà thì mình có thể lấy cái lệnh tòa. Dạ. Thì nếu mà trong trường hợp mà kẹt quá, những cái trường hợp đặc biệt như vậy á, Jenny nghĩ cứ nên gọi các luật sư. Chính bản thân Jenny không làm được thì sẽ kêu người khác làm. Thì mọi người nói tóm lại đừng có ngồi mà bị bế tắc như vậy. Nếu mà cần phải giải quyết mà mình không kiếm được ra người chủ nhà thì nó có cái phương cách trên luật pháp để giải quyết chuyện đó. Đúng rồi. Và nếu mà mình già cả yếu đuối mà mình không có thể đi tới trung tâm cộng đồng thì có những cái sự giúp đỡ gì không ạ? Thì Jenny có lên tiếng với lại bên Hồng Thập Tự và yêu cầu là bây giờ mình có bên đó họ phải có một bộ trách, một cái nhóm tình nguyện viên để mà đến tận nhà những cái gia đình mà không có phương tiện đến đây. Mà Jenny nói đây không có nghĩa rằng là đi xe đến không được, tại vì thành phố cũng cho cái dịch vụ mà để gọi taxi đến miễn phí, cho nên rằng là mình không dùng cái lý do là tôi không có xe đi nhé. Nhưng mà giả sử như các cụ, có những cụ mà phải đi xe lăn mà bây giờ không ra ngoài được, hoặc là những trường hợp mà rất là cấp bách như là vấn đề cơ thể mình không cho phép mình đi ra ngoài, thì trong những trường hợp đó xin liên lạc với lại bên Hồng Thập Tự để họ phái người đến tận nhà. Vậy rất là good. Vậy còn có cái gì khác mà chị có thể chia sẻ với cộng đồng không, những cái mà coi như là để giúp đỡ mình, tại nhiều khi em cảm thấy là dân của mình mắc cỡ hay là hổ thẹn, hay là có những ông bà cụ mà cần những gì đó nhưng mà họ không muốn nói ra vì mắc cỡ. Chị có những cái advice mà thì theo Jenny muốn nhắc nhở rằng là theo lời hứa của thị trường là 6 triệu đó không đi vào những tốn kém của điều hành mà sẽ đi vào trực tiếp cho người dân. Vì vậy cho nên là những số tiền này, những số tiền sẽ trở về cho nạn nhân, mà vì vậy mình cần phải lên tiếng. Nhưng trong cái phong cách lên tiếng, mình phải liệt kê hết tất cả những cái thiệt hại của mình. Và nếu mình nằm trong những trường hợp đặc biệt, có nghĩa rằng là về vấn đề sức khỏe hay là về vấn đề một cái sự trắc trở nào đó, chẳng hạn như là nếu mà tôi không có xe mà ngày mai tôi sẽ bị mất việc, hay là có cái giấy mà chủ nhân nó bảo rằng là không có đến là bị đuổi, hay là có những cái trường hợp mà nó khẩn cấp mà nó rất là đặc biệt thì phải lên tiếng. Tại vì ở hiện tại bây giờ thị trưởng cũng như là bên phía của quận hạt đã tuyên bố đây là trường hợp khẩn cấp của trung tâm, của thành phố. Chính vì vậy khi mà nó nằm trong diện mà khẩn cấp, có nghĩa rằng là mình sẽ có quyền đòi hỏi một số cái sự hỗ trợ, yểm trợ mà thường thường là sẽ không có. Thành ra vì vậy cho nên là nếu người ta bảo là tiếng Việt thì có gọi là nếu mà con không đói thì làm sao mẹ cho bú. Tức là mình không lên tiếng thì mình sẽ không có được sự hỗ trợ. Thành ra nếu lỡ mà nằm trong cái diện mà cấp bách như vậy đó thì cần phải báo cho tất cả những người tình nguyện viên. Tại vì chẳng hạn để về nhà cửa, như trên đây cho ví dụ có những người mà họ cần phải có nhà, thay đổi nhà, coi như không trở về cái nhà cũ được nữa, thì mình cần phải đối diện với hai vấn đề. Một là nhà ở hiện tại và tạm thời, và sau đó xin cái phương cách để mà vô có một cái nơi mướn chỗ khác. Cho nên rằng là mà giữa thành phố với lại bên Airbnb cũng có một cái hợp đồng. Thành ra trong lúc này nếu mà kẹt quá mình vẫn có thể nhờ sự sử dụng của Airbnb nếu mình là một trong những nạn nhân. Thì nói tóm lại nó có rất là nhiều sự giúp đỡ, chẳng hạn như xe cộ mà lỡ mà bây giờ không chạy được, bây giờ không biết cách sang tên, hay là không biết cách làm thế nào mà để mà có một cái xe mới, hay là phải là claim với loại bên bảo hiểm như thế nào, thì tất cả những cái phương mà nếu mà mình không có biết cách làm thì nên sử dụng cái các cơ quan thiện nguyện đang túc trực ở đây trong từ giờ cho tới ngày thứ tư để mà giải quyết cho quý vị. Và một cái nữa là họ có thể lấy cái đơn đó họ về nhà họ điền hay không, hay là phải viết cái đơn đó ở đây?
Jenny nghĩ đó, để cho nó đơn giản hơn hóa vấn đề, ở đây có rất là nhiều người để phục vụ chúng ta và cũng có nhiều người thông dịch nữa, cho nên quý vị nên làm việc tại đây luôn để cho nó xong việc. Vậy rất là tốt. Mà một cái câu hỏi mà em hay thường nghe đó là nhiều khi họ điền xong rồi lại đi từ bàn này qua bàn khác, thành ra chị có thể giải thích là cái cách họ làm là như thế nào hay không? Đầu tiên nhất là mình phải lấy các con số để có được cái số hồ sơ của Hồng Thập Tự cái đã. Sau khi có cái hồ sơ của Hồng Thập Tự rồi thì quý vị có thể đi qua những cái cơ quan thiện nguyện khác, và trước khi mình lấy bất cứ một cái sự hỗ trợ nào, mình cứ đưa cái con số đó ra thì những người kia họ biết rằng là mình đã được chấp thuận là mình là trong những cái diện cần sự hỗ trợ. Như vậy thì nó rất là tiện. Hiện tại bây giờ có thể chị không biết cái số đó, nhưng mà chị có biết là khoảng bao nhiêu người đã ra nộp đơn chưa? Cái con số tổng số mà những người nộp đơn thì mình chưa rõ, nhưng mà bên thành phố thì cho biết rằng là những nhà mà bị không có nhà đó là khoảng 400, hiện tại là họ đã ghi danh khoảng 500 người rồi. 500 người, vậy là vẫn thiếu, coi như là at least 1.500 thì 2.000 người vẫn chưa có ghi danh. Mà ngoài người Việt Nam, trong số đó cũng có những người Mẹ mà không có giấy tờ, mà họ cũng rất là sợ sệt, thì họ cũng giống như là mình thôi, mình có những cái sợ sệt của mình. Mà theo em thì em chỉ muốn nhắc nhở khán giả đó là nếu mà nghe cái show này, một là mình là người bị, còn hai là mình biết những người bị thì nên share cái video này cho họ biết để giúp đỡ họ. Cái khoảng trong quan trọng nhất là mình phải xuống để mà ghi danh. Đúng vậy. Không ghi danh là về sau khoảng 5 tuần sau lúc đó mình cần thiết mình nói ô hôm đó tôi bị, thì lúc đó có thể too late. Người ta nói ủa tại sao you không ghi danh, không biết mình có nói xạo hay không, phải không? Thành ra mình cần phải ghi danh liền chứ không có đợi. Và cho nên nghĩ rằng trong cái phương công thức để mà chia tiền đó, thì rằng là khi mà họ có được cái con số nhất định á, thì lúc đó họ mới quyết định được. Mà trong cuối tuần này cho nên nghĩ là một số tiền họ sẽ được đưa ra, tức là số tiền tạm thời, số tiền nhỏ thôi, nhưng mà sẽ được đưa ra để mọi người có sử dụng tạm thời, rồi sau đó thì là có số tiền lớn hơn. Vì vậy cho nên là nếu mà quý vị không kéo nhau lại để mà giải quyết từ giờ đến ngày thứ tư thì nó rất là uổng, mà ráng kiên nhẫn một chút, tại vì có thể là phải ngồi đợi. Nhưng mà mình làm cho nó xong, tại vì bây giờ đào đâu ra bao nhiêu ngàn, đúng không? Thật ra là mấy tiếng đồng hồ nó cũng đáng cái công. Với lại một cái khác nữa, chẳng hạn như ở Việt Nam mình có một cái gọi là hộ khẩu gia đình, mà là bên Việt Nam, bên Cộng sản đó mới có cái đó. Bên đây nó gọi đó là sổ gia đình thôi đó. Nhưng mà em có thấy những cái ca đặc biệt là có những cô họ share phòng chung với nhau, nhưng họ lúc đi ra họ apply cái giấy tờ, họ apply như là một gia đình. Em phải nhắc họ không phải, tại vì nếu mà mình không phải là anh chị em bố mẹ với nhau, mình không có một là một gia đình. Ví dụ 5 cô ở chung thì là 5 cái hồ sơ khác nhau. Mà có những cái như vậy, tại vì lúc những người Việt Nam đó cũng ở Việt Nam mới qua, cũng ở với Cộng sản, cho nên họ nghĩ là mình ở chung nhà thì một cái hộ khẩu gia đình là được rồi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Phải là riêng biệt mình, trừ khi mình là mẹ, mình có con hay là bố mẹ, thì nếu mà họ nghĩ là mình là một cái gia đình independent thì có thể làm một cái giấy, chứ không là mình phải làm riêng nhé quý vị. Dạ, với lại một cái nhắc nhở nữa rằng là nhiều khi có những người đã ở một chỗ nhưng mà lại lấy thư từ và giấy tờ là ở một chỗ khác. Thành ra lòng Jenny yêu cầu là khi mà đến đây mình cần phải cầm theo giấy tờ để chứng minh là cái chỗ mình cư ngụ là cái chỗ mình bị tai nạn, bị cái nạn lụt. Cho nên là phải có một cái gì đó để chứng minh. Chứ không thể nói rằng là tôi hoàn toàn tôi trả bằng tiền mặt, tôi không có một cái gì để chứng minh cái chỗ đó, làm sao mà người ta đền cho mình. Với một cái nữa là họ cũng nhắc với em, họ nói những cái thời gian này đó là những cái người mà họ làm những cái việc mà bất phước đức rất là nhiều. Chẳng hạn như họ nói với mình hôm nay tôi sẽ sửa nhà cho you, nhưng tôi sửa rất là rẻ, thành cái giá rất là rẻ, cái nhưng mà hôm nay you phải đưa cho tôi 1.000 đồng chẳng hạn. Thì mình nghe nói khoái quá, trong khi những người khác nói 15.000 mới sửa được nhà, cái mình đưa cho cái người đó 1.000 rồi người đó biến mất tiêu. Thế rất phải cẩn thận những cái điều đó. Cảm ơn chị rất nhiều đã đến đây hôm nay để mà chúng ta nói, để mà đưa cái tin này ra cho cộng đồng. Cảm ơn chị. Jenny rất là cảm ơn Trami cũng đã bỏ cái thời gian này ra để mà nói chuyện với cộng đồng. Và Jenny chúc mọi nhà là mau trở lại bình thường và mình sẽ là ăn mọi sự an lành.